Ơi, hello anh em. Giới thiệu với anh em một cái thùng đồ nghề ha anh em. Cái này cũng còn khá mới luôn ha. À, chờ hơi chỉ móc lại thôi. Ở trong còn mới luôn ha. Này là sơn zin nha anh em, sơn zin cũng có sơn lại nha. Cái màu sơn zin của nó. Rồi, chiều ngang của thùng là 35 ha. Chiều ngang 35. Chiều sâu là 14 ha nè, 14 gần 15. Và chiều cao là 11. Này anh em đựng được mấy cây cái dụng cụ bonsai đại nha. Bonsai đại cũng được luôn ha. Theo là hai cây hốc khó, một cây hốc khó ngắn và cây dài, hai cây hai lưỡi còn như mới thế này, được mới tin luôn. Cây ngắn lưỡi 12 phân và cây dài là 18 ha, dài 18, lưỡi là nguyên zin nha, lưỡi còn mới. Và một cây Sky ha, cái này còn quá chừng mới luôn, dòng này cực kỳ bén nha ha. Này size lưỡi là 10 phân, này hốc khó, cái này là hốc khó nhỏ nha nè, cái này mũi rất là nhỏ. Và một cây Pro ACT, cái này thì còn quá mới luôn rồi ha, lưỡi còn nước tôi luôn ha, đó. Lưỡi còn tôi luôn. Đó, cực kỳ zin, lưỡi zin nha anh em. Pro ATC này 210 mm ha. Đó, cây này còn quá mới luôn. Dòng này nó cũng như mấy cây Tajima vậy đó. Nó cũng bén như cái mấy cây Tajima. Và một cây ARS ha, GR17. Này thì lưỡi còn quá mới luôn rồi ha. Dòng này mình cũng hay có nha nè, mấy dòng này đặc biệt là lưỡi nó cong, mình cưa rất là ăn ha, mình kéo nó ăn mạnh lắm. Cái này lưỡi chưa xài, cưa bên mình là anh em cứ yên chí, cây nào cũng bén hết trơn. Và một cái sát ha, cái sát cá mập còn mới tinh ha. Dòng sát với Pro ATC với lại Tajima nên em cảm thấy lưỡi nó như nhau, nó đều tôi, cái nước tôi ở đầu các cái đầu lưỡi này để nó giữ bán cho lâu á, giữ bán rất là lâu. Tại vì cái dòng này là đặc trưng của nó là vậy, anh em nhìn cây nào mà nó cái nước tôi còn, tức là cái lưỡi của nó là chưa xài hoặc là xài lướt ha, cây này thì còn quá mới, nhìn nó ốc là biết rồi ha. Cái này lưỡi của nó có thông số lưỡi là 125 mm. Cái này anh em mà đi rừng, đi làm phôi trên rừng cầm theo là vip luôn. Rồi, tiếp theo là một cây gấp thủ công và một cây gấp mini ARS ha. Quá đẹp. Cái này size lưỡi là 9 phân nha nè. Mấy cây ARS này là cưa cực kỳ siêu bén luôn nè. Mình cũng hay bán mấy cây mini nữa. Cưa ngọt ghê lắm nè. Rồi, một cây gấp thép trắng ha. Cây này thì nay mình được hai cây trắng. Cây này lưỡi của nó 8-9 phân luôn ha, lưỡi 9 phân luôn. Lưỡi này lưỡi thép trắng nha anh em, lưỡi nó không có bị rỉ nha, cái này nó không phải là mạ đâu. Cái này
anh em mà làm mini là tuyệt vời luôn á. Dòng này cũng hiếm lắm, hiếm có cây đẹp lắm, cũng có vài cây nhưng mà nó có ít khi được là lưỡi còn nguyên zin, nó cũng có gãy hoặc là lưỡi nó cùn. Mấy cây đẹp vậy cũng dạng hiếm. Và hai cây gấp ha, hai cây mini gấp này về được một cặp đẹp cực kỳ luôn. Đó, dòng này cán gỗ rất là nặng ha. Đó, cặp này mới nguyên luôn ha. Được, còn quá đẹp luôn. Cặp này đang làm mini với lại cưa mấy cây thân cứng đó, là ngon lắm. Cái dòng này là cái độ mở lưỡi của nó rất là hẹp, cho nên là anh em cưa những cây thân cứng là tuyệt vời. Còn anh em cưa những cái cây mà thân mủ á là nó hơi bị xích nha, bởi vì cái mở cưa của nó này, cái hàm mở của nó rất là hẹp, cho nên là anh em cưa ví dụ như sâm núi, linh sam, mai vàng, anh em cưa rất là ngọt luôn. Thì cái dòng này mình cũng có thử rồi. Cho nên ví dụ anh em mà cưa xanh hay là cưa những cái cây mà có mủ á, là nó ưa bị xích đó, nó cái nhược điểm nó vậy. Bởi vì cái dòng này mình không thể mở lưỡi rộng ra được ha. Dòng này rộng ra nhuyễn, cưa thân cứng là tuyệt vời luôn. Rồi, mình đo lưỡi luôn ha. Lưỡi này 11 phân nha nè, lưỡi 11 phân. Mà rất là chắc chắn ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu với anh em một cây lưng gù thép ghép. Cây này size 19 năm. Cây là cây mấy cái cây đời đầu nha nè. Mấy cây này thì thường thường là nó rất là xấu ha. Nè, anh em nhìn cái tướng nó, cái dáng nó rất là xấu, nó thô, nhưng mà có cái là nó chất lượng nè. Cây này rất là nặng. Cái này lưỡi thép ghép nha, mẫu A. Mấy cái này trâu bò luôn. Mấy này anh em làm mai vàng là cực kỳ đã ha. Hoặc là cắt những cành cà phê sưu tầm chơi. Này anh em về vệ sinh thêm nha. Này thì mình chỉ đánh mới đánh ra thôi, chỉ đánh vệ sinh ra thôi. Cái này size 19 ha. Và tiếp theo là mùng hai cây mẫu B. Hai cây mẫu B. Cái này thì nói chung là lưỡi nó còn zin, nhưng mà có cái là nó hơi bị lục thì mình mót lại một tí ha. Có mót lại một tí đó. Thì những cây như vậy thì tầm 350 400 cây. Mình còn mẫu B mà dạng tầm giá đó là mình còn nhiều nha. Nên nào mà là mình đặt thì alo mình để mình dọn cho. Rồi còn không mình bán sát cho anh em, có mấy cây bán sát cho anh em 250 300 anh em về tự dọn. Nhưng mấy cây này thì thường thường nó cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, nhìn cái khóa là còn biết là còn đẹp, nhưng mà do là nó bị dâm. Mình mót lại cho nó ngọt ha. Còn cây này thì nói chung là vệ sinh thôi, lưỡi thì chưa có làm. Cây này người ta cũng xài rồi nha anh em, người ta cũng xài lướt rồi, nhưng mà lưỡi còn cực kỳ bén luôn ha. Này mình không làm lưỡi, mình không tháo ra làm lưỡi, bởi vì lưỡi nó còn rất là bén. Đó, những cây như vậy thì 400 450 một cây là ngọt luôn. Này anh em về cắt thời gian nó còn ngọt nữa ha. Những cây mẫu B như vậy thì giá quá hợp lý rồi. Trừ trường hợp những cây zin đẹp thì nó nằm 500 600. Rồi, tiếp theo nữa là một siêu phẩm. Nói chung con này thì quá quá dữ rồi, đã cán đặc rồi mà còn thép kép nữa nè, mà đã còn là cái đời 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 cổ nữa chứ.
đặc luôn. Từ trước giờ mình mới cầm được cái con này, nó nặng dã man luôn, nó nặng hơn cái con kia luôn. Nói chung mình mà đời cắn đặc, kẻ chấp luôn cái size 23 luôn, không nặng bằng nó nha. Đó, mình cầm thử mình biết rồi, quá đặc luôn, quá đẹp luôn ha. Cây chữ A đời đầu thép ghép hết anh, thép ghép. Cái này về dọn lại, vệ sinh lại cho đẹp để dành chơi luôn. Cái này đi làm uống ha, quá đẹp luôn. Không ai mua chắc cũng chắc để dành chơi quá, tại vì cây này là trước giờ mình chưa có bao giờ gặp, chưa bao giờ cầm luôn. Từ lúc mà bán đồ nghề tới giờ là chưa bao giờ cầm cái cây nào mà nặng như vậy. Cây này mình gặp đầu tiên luôn ha, quá dữ. Anh em giờ mua mới mấy cây này làm gì có mới ha. Anh em nào mà biết dọn cây này mà dọn theo kiểu mà kiểu zin á, dọn kiểu mà kiểu zin thì nó theo cái lối đó thì nó đẹp kéo hơn. Quan trọng là đồ zin rồi còn ha, khóa khít rồi. Với lại cái nước ram nó vẫn còn nhìn rất là đẹp. Cái này mình cũng ưng ý ha. Size 21 nha anh em. Quá nặng luôn. Thật sự nặng. Nếu như mà anh em nào mà chơi chơi kéo sưu tầm kéo kéo a thép ghép mà sưu tầm hàng cổ này mà anh em cầm cái cây tất cả các cái đời kéo luôn. Nói về cùng size của nó là không có nào qua nó được. Mình bán kéo chữ A, kéo thép ghép đời đầu cũng nhiều lắm rồi, chưa bao giờ cầm cái cây nào như vậy. Rồi tiếp theo là cây cây ARST 140 hết anh. Cây này là cây đa năng. Cái này anh em về vệ sinh tí là cũng sạch lắm, mà nó như mới vậy đó. Nó dính dầu mỡ, nó dơ thôi ha. Lưỡi anh em thấy còn nguyên zin. Cái này size là 20 ha. Size 20. Rồi tiếp theo là cái bướm Okasuna. Cái Okasuna lưỡi còn nguyên zin nha nè, chưa có mài cắt ngọt ha, còn quá đẹp luôn, lưỡi nguyên zin nha, làm thép đen à. Size của nó là 205. Rồi tiếp theo là một cây tỉa tỉa chi dâm. Cây này là cây thép hai lớp nha anh em nhìn hai lớp thép này ha. Đó. Cây này còn mới luôn. Đó, đúc. Cây thép giấy trắng nha. Cây này thép giấy trắng. Cây này bán rồi, bán cho thằng em rồi. Đợt trước bán cho nó rồi, cái cây này là còn nguyên cái hộp này. Mà bây giờ nó đổi lại cho mình một cái loại tỉa mà tỉa mũi dài ha. Đó, cái này lại tiếp tục bán cho anh em lại nữa. Đó, cái này mình bán trong Tết. Này thì nó mua nó xài nó chơi thôi chứ không phải là xài như này. Này nó đổi lại cho mình cái kéo tỉa. Đó, thì này mình bán cho anh em nào nếu mà anh em lấy ha, anh em chốt thì để chờ nó gửi cái hộp lại cho mình rồi mình sẽ gửi cho anh em. Tại vì cây này nó còn cái hộp, đợt trước mình mà đưa cái hộp mà nó bỏ hộp đâu rồi. Cây này đợt trước bán cho nó có hộp. Cây thép giấy xa giấy trắng nha, thép giấy trắng, cây xa 20. Cây này đợt trước mình mua một chùm mốt đó nè,
cái đó. Rồi tiếp theo là tên tỉa mini, cái này size 14 ha, còn siêu mới luôn nha. Này anh em nào mà làm mini mà cầm cái này thì thôi rồi luôn, hết nước chấm. Mình cũng thích lắm nhưng mà anh em biết sao, mình bán dụng cụ mà đa số là mình lấy kéo cũ mình xài, mình chưa bao giờ mình lấy một cái kéo mới mình xài làm bonsai hết. Rồi cây tỉa mini nhà bán dụng cụ không dám xài nữa. Rồi tiếp theo là hai cây đục ha, một cây đục bằng, cây đục bằng size lưỡi à, size chiều dài là 25 năm ha, size lưỡi là 2 phân, size lưỡi 2 phân nha anh em. Cái này đục bằng anh em gọi. Rồi, tiếp theo là cây đục dũng ha, đục dũng size lưỡi là 1 phân rưỡi, cái này lưỡi còn nguyên zin nha anh, lưỡi nguyên zin, chiều dài là 22 ha. Rồi tiếp theo là hai cây cào rễ size 25, cây ba chia ha, cây ba chia và một cây cào mini á, cái này cào hai chia, cái này cây Masakuni nha nè, cái là cây Masakuni. Hồi xưa mà gặp cây Masa này thì thôi rồi luôn, mua không nổi này mà. Rồi size của nó là 29, size lưỡi 29 ha. Rồi tiếp theo là hai cái bao da. Anh em nào có kéo cắt cành hoặc kéo tỉa đa năng ha, cắt cành tỉa đa năng đều đựng được. Hai cây còn quá đẹp luôn, quá mới luôn ha. Cái này mà anh em có kéo chữ A rồi anh em mua anh em bỏ ngon này. Cái này còn tuy là nó hơi bị dính dầu mỡ nhưng mà nó còn mới nha nè, cái này anh em đựng chữ A đồ ngon, mấy cây chữ A thép ghép như cái cây số 15 cái đó. Rồi cây này cũng size 20 luôn ha. Nói chung mấy cây này anh em đựng mẫu B chữ A gì cũng được hết á, này về vệ sinh không bể vỡ nha, tại vì mấy cái da này nó còn ngon lắm. Mình thì lựa mấy cái hàng đẹp thôi, mấy cây da mà nó bể quá không lấy. Rồi giới thiệu cho Nam hai cái dao ha. Dầu ghép nha nè, này dầu ghép. Và hai cây thép hai lớp ha, cây này hai lớp này. Cây gia cốc thép hai lớp như này. Cái này là cái lưỡi nó cong, cái này cũng thép hai lớp luôn ha, này lưỡi cong. Rồi tiếp theo là cây gấp ha, cây dao gấp, cây này lưỡi nguyên zin nè, lưỡi nguyên zin, dòng này là nó cực kỳ siêu bén luôn. Rồi giới thiệu với em một cây cặp tròn mini, cây này thì nói chung là nó cây này lửng lửng cái này. Này cái là cây lửng lửng ha, cái này nó còn hộp luôn, này 18, nó to hơn cây mini nhưng mà nó lại nhỏ hơn cây trung. Đây là em nhìn thấy này đó, nó to hơn cây mini ha, đó. To hơn cây mini nhưng mà lại nó nhỏ hơn cái cây cặp trung ha.
Hay thiệt, cái này mình cũng thấy đầu tiên luôn. Cái này còn hột nữa nè, còn hột luôn nha. Cái này cũng hàng lưu kho đó, còn mới tinh luôn á, còn hột. Rồi, cây này thì cây mini, cây này thì giới thiệu với anh em nhiều clip rồi, cây này cũng còn nguyên zin đẹp lắm. Và cây bãi trung ha, cây này là cây hàng bãi nhưng mà nó cũng còn nguyên zin đẹp lắm nè. Cây này anh em về vệ sinh thêm, này mình chưa vệ sinh, lưỡi còn quá đẹp luôn ha. Đó. Lưỡi chưa có mài dũa gì nha. Dòng này là anh em cạp là cái lưỡi của nó múng ha, anh em cạp cái vết thẹo rất là sâu. Size của nó là 215 nha. Này mình chưa vệ sinh bát biết gì, còn quá đẹp. Rồi tiếp theo là cây đa năng ha. Cái này thì nói chung là cái cạp đa năng này thì nói chung nó hơi bị rổ phần này thôi, còn nói chung là lưỡi rồi là còn nguyên hết đó ha. Đây, hai ly còn hở cả khúc luôn nè. Anh em mua cạp mà anh em cứ thấy cái hai ly này nó hở ra là anh em khỏe ha. Đây, lưỡi là ok. Dòng đa năng này hiếm lắm anh em, hiếm gặp lắm. Đợt trước mình có mà vài cây mà đưa lên là anh em lấy hết liền, tại vì cái đa năng này anh em. Rồi cây này là size của nó là 20 ha, size 20. Và cây cặp xéo ha nè, cây cặp xéo nội địa, cái này cũng còn nguyên zin ha. Này size 21, này còn quá mới luôn ha. Tiếp theo là cây bổ tùng thép trắng nha nè, cây này là cây kìm bổ thép trắng, cây này size 21 ha, 21 năm, 20 năm, gần 21. Cây này còn nguyên zin đẹp, thép trắng. Rồi anh em cần những món gì anh em Zalo giúp mình ha, anh em Zalo hoặc nhắn tin nhắn thường, mình sẽ gửi ảnh và giá cụ thể cho anh em nha. Rồi bye bye anh em ha.